Xin chào các học sinh lớp 12. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài phân tích hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 8 mẫu phải làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích hay nhất về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong chiếc thuyền ngoài xa. Nguyễn Minh Châu là một nhà văn giàu tâm huyết, luôn trăn trở về một nền văn học xứng đáng với tầm vóc dân tộc và với sự kỳ vọng của nhân dân. Từ cảm hứng sử thi lãng mạn huyền ảo đã từng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ trong các tác phẩm thời kỳ chiến tranh như Mảnh trăng cuối rừng, Dấu chân người lính, Cửa sông, vân vân. Ông dần dần chuyển sang tính chất triết luận về những giá trị nhân bản đời thường, khám phá bản chất con người trong cuộc sống mưu sinh, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và hoàn thiện nhân cách. Chiếc thuyền ngoài xa, sáng tác năm 1983, là truyện ngắn rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai. Đây là tác phẩm in đậm phong cách của Nguyễn Minh Châu, tự sự triết lý nhân sinh. Trong tác phẩm này, nhà văn đã để cho nhân vật Phùng phát hiện ra vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa, trên biển sớm mờ sương cùng những nghịch lý trớ trêu của gia đình hàng chài, qua đó thể hiện những chiêm nghiệm sâu sắc về nghệ thuật và cuộc đời. Phát hiện thứ nhất của nhân vật người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đầy thơ mộng. Để có tấm lịch nghệ thuật về thuyền và biển theo yêu cầu của trưởng phòng, Phùng đã tới một vùng biển từng là chiến trường cũ mà anh từng tham gia chiến đấu. Anh đã dự tính bố cục, phục kích mấy buổi sáng. Giây phút ấy đã tới, đôi mắt nhà nghề của người nghệ sĩ đã phát hiện ra một vẻ đẹp trời cho trên mặt biển sớm mở sương. Một cảnh đẹp mà cả đời bấm máy có lẽ anh chỉ bắt gặp được một lần. Nó đẹp như một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mái thuyền in một nét mơ hồ, lòe nhòe vào bầu trời sương mù màu trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mũi khum khum đang hướng mặt vào bờ. Tất cả bức tranh đó, từ đường nét đến ánh sáng, đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thật đơn giản và toàn bích. Đứng trước một sản phẩm nghệ thuật tuyệt vời của hóa công, người nghệ sĩ trở nên bối rối và trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Chưa hết, trong giây lát, người nghệ sĩ còn khám phá thấy cái chân lý của sự hoàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Không cần lựa chọn xê dịch gì nữa, anh bấm liên thanh một hồi, hết 1/4 cuốn phim với cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Đấy chính là sự nhạy cảm của trái tim người nghệ sĩ. Dường như trong hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa giữa biển trời mờ sương, anh đã bắt gặp cái tận thiện, tận mỹ, thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên trong trẻo, tinh khôi bởi cái đẹp hài hòa, lãng mạn của cuộc đời. Anh yên tâm ngày mai có thể lên tàu trở về. Câu chuyện đến đây vẫn chưa có gì đặc biệt, chưa có đột biến. Phát hiện thứ hai của nhân vật nghệ sĩ nhiếp ảnh lại đầy nghịch lý, nó bất ngờ và trớ trêu như trò đùa quái ác của cuộc sống. Phùng đã chứng kiến từ chiếc ngư phủ đẹp, như trong mơ ấy bước ra một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, cam chịu và một lão đàn ông thô kệch, dữ dằn, độc ác, coi việc đánh vợ là một phương thức để giải tỏa những uất ức, đau khổ. Chẳng nói chẳng rằng, lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết đi cho ông nhờ." Khi chứng kiến cảnh đó, anh kinh ngạc đến mức trong mấy phút đầu tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Sở dĩ anh có thái độ như vậy vì lúc trước anh từng có cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn do cái cảnh đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh mang lại. Anh đã từng chiêm nghiệm bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Vậy mà cảnh anh vừa mới bắt gặp trên mặt biển lại chẳng phải là đạo đức, là chân lý của sự toàn thiện. Phùng từng là người lính cầm súng chiến đấu để có được vẻ đẹp thanh bình của đất nước, nên anh không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh lão đàn ông đánh vợ một cách dã man, tàn bạo như vậy, nên đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất nhào tới. Nhưng chưa kịp ra can ngăn thì thằng Phác, con trai lão đàn ông, đã kịp tới để che chở cho người mẹ đáng thương. Không biết làm thế nào, nó đã giành được chiếc thắt lưng, liền dướn thẳng người, vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần vạm vỡ cháy nắng của người đàn ông, để rồi nó đã bị cha tát hai cái, khiến thằng nhỏ lảo đảo ngã dúi xuống cát.
rồi nó lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy trong những nốt sỗ chẳng chịt. Thằng Phác đã thương mẹ theo cách của một đứa con còn nhỏ, và chính điều này làm ta cảm động trước tình thương mẹ dạt dào của đứa nhỏ. Biết Phùng đã chứng kiến sự tàn bạo của cha mình, nên thằng bé Phác đâm ra căm ghét anh. 3 hôm sau, Phùng lại chứng kiến cảnh người đàn ông đánh vợ, cảnh cô chị gái tước đoạt con dao găm mà thằng em trai định dùng làm vũ khí để bảo vệ người mẹ đáng thương. Chị thằng Phác, một cô bé yếu ớt mà can đảm, đã phải vật lộn để tước đoạt con dao trên tay đứa em, để không cho nó làm một việc trái với luân thường đạo lý. Chắc rằng trong lòng cô bé cũng rất đau đớn khi chứng kiến cảnh bố đang hành hạ mẹ. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể để em làm một việc dại dột. Cô bé lúc đó là một điểm tựa vững chắc của người mẹ, đã hành động đúng đắn để cản được việc làm dại dột của đứa em. Sau khi nhìn những cảnh đó diễn ra ngay trước mắt, thì Phùng đã thể hiện bản chất của người lính là không thể làm ngơ trước sự bạo hành của cái ác, nên đã xông ra can ngăn và đã bị người đàn ông đánh cho bị thương, phải trở về trạm y tế của tòa án huyện. Tất cả những sự việc diễn ra liên tiếp đó đã làm Phùng cay đắng nhận ra rằng đằng sau cái vẻ đẹp toàn bích, toàn thiện kia là những điều hết sức ngang trái, xấu xa và những nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời. Chiếc thuyền nghệ thuật thì ở ngoài xa, một khoảng cách đủ để tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, nhưng sự thật cuộc đời lại ở rất gần. Bi kịch của gia đình thuyền trái kia đã như một thứ thuốc rửa quái đản, làm những thước phim huyền diệu mà anh dày công chụp được bỗng hiện hình thật khủng khiếp và gây sợ. Chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mờ sương rất đẹp, đầy thơ mộng với một vẻ đẹp trời cho, rất phù hợp để làm tấm lịch nghệ thuật về thuyền và biển. Phùng thực sự xúc động, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của thuyền và biển trước bình minh. Vốn là một người lính chiến trường vào sinh ra tử, Phùng căm ghét mọi sự áp bức bất công, sẵn sàng làm tất cả vì điều thiện, vì lẽ công bằng. Một người nhạy cảm như anh sao tránh khỏi nỗi tức giận khi phát hiện ra ngay sau cảnh đẹp của chiếc thuyền ngoài xa là sự bạo hành của cái xấu, cái ác. Qua đây, Nguyễn Minh Châu muốn gửi đến người đọc những suy ngẫm hết sức sâu sắc. Mỗi chúng ta, và nhất là người nghệ sĩ, không nên đơn giản sơ lược để mà nhìn nhận cuộc sống, bởi cuộc sống rất đa dạng và phức tạp. Nó không chỉ có những vẻ đẹp như mơ, và còn có cả những điều xấu xa, độc ác. Trước khi là một nghệ sĩ biết rung động trước cái đẹp, thì hãy là một con người biết yêu ghét, vui buồn trước mọi lẽ thường tình, biết hành động để xứng đáng là một con người. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.